xem cái lán trại này của đứa nào đây. Sao lại cháu lại làm lên cái đất của chú thế nào vậy? Cháu cũng có mấy đồng thôi. Mấy đồng cái bằng này cũng không được, không xin gì hết, cũng xin sỏi cả. Ra đồ dùng chúng mày đấy, đây này, đồ với đạc này, dọn hết cả cái chỗ này đây. Mượn cái nhà cũ ở trên kia à? Má ơi, cái nhiều ở trên kia thật. Má biết hai mẹ con khó khăn, nhưng mà bà thì cầm nói, nhưng mà thôi đây cái này bà cầm con mai còn cái này bà làm cho nhá. Không, cái lều đấy không phải của nhà bà đâu, cái nhà bên này. Của nhà bên này ạ? À? Ừ, sang đấy mà hỏi. Vâng, cháu cảm ơn. Cháu ơi, chờ bà tí vào rồi dẫn đi. Cô sợ chó ấy, mà gọi cháu. Tới rồi. Có ai hỏi mượn cái nhà cũ ở trên kia à? Đấy, bà đấy, đi vào hỏi bà ấy. Vâng, cháu cảm ơn bà ấy. Ừ. Bà ơi, cái lều ở trên kia phải của bà không? Cái lều đấy của bà. Lâu bà không ở. Thế hai mẹ con thì mà bồng bế đi đâu cái này? Cháu bị đuổi ra khỏi nhà. Thế là nọ cháu làm cái nhà ở đất người ta, nhưng giờ người ta đến đòi rồi, cháu không muốn đất để ở. Cái lều đấy bà không ở, bà cho cháu mượn ở một thời gian. Thế thì hai mẹ con cứ này nó, vì cái lều đấy bà cũng không dùng đến đâu. Vâng. Hai mẹ con tạm thời ở đấy nhé. Vâng. Mà đưa con lên. Thế bà dẫn hai mẹ con đi. Thế cháu bé này được mấy tháng rồi? Cháu được 9 tháng rồi bà. Ôi, khổ thân nắng nôi con ạ. Đây, đi lán vào đây. Hai mẹ con vào đây ở nhá. Cháu bà ở đây. Chú bà ở đây. Ở đây một thời gian. Bà cũng có ở. Bà thân đấy nhá. Còn cái ao với cả mảnh đất đằng này cũng của bà hết rồi bà. Đây, ao của bà đây, còn đất từ đây vào đến kia toàn đất của bà hết đây. Bên này của bà Đấy nhá, ao này, đất này, của từ đây đến kia của nhà bà hết. Con cứ cho con mượn ở đây một thời gian. Khi nào con làm ăn được hay là có một chỗ nào đấy con đi thì con trả lại cho bà. Vâng, bà cho con mượn ở đây một thời gian nhé. Ừ. Hai mẹ con cứ ở đây nhá. Cứ làm cái trông ao nhá. Rồi làm đất ở đây trông cho bà nhá. Cháu còn có mấy đồng thôi, bà cầm trước gọi cháu mấy đồng nữa. Rồi cũng không biết nhá, hai mẹ con khó khăn. Nếu mà bà không cầm không ấy nhưng mà thôi. Đây, cái này thì bà chỉ cầm cho con lấy may, còn cái này bà gửi lại cho chú nhá. Thì hai mẹ con ở đây mau ăn chóng nhớ nha con nhá. Vâng, con xin ạ. Con chào bà nhá. Con cảm ơn bà. Ừ, hai mẹ con đây nhá, bà về nhá. Vâng. Ngồi đây chơi để đi lấy đồ nhé, để đi cất đồ nhé. Ngồi đây chơi nhé. Linh ơi. Ở đây chơi nhá. Để phát cỏ nhá. lên kia ngồi nhé. Lên trên kia ngồi nhé. Em ngồi đây nhé. Ngồi đây để đi làm nhá. Ngồi đây xem mẹ nhá. Để chơi nhá, lại cuốc thêm một tí nữa, con mẹ ra lại bế nhá. Em ba, đây đợi mẹ nhá. Sao đấy? Đó, đó, về ăn cháo nhá. Đi về ăn cháo nhá. Đi thầy về ăn cháo nhá. Ừ, thầy đi về nhá. À, mình lại lấy cái cuốc. À, đây mẹ lấy cái cuốc đã. Mẹ nhé. Dạ, ngồi đây nhá. À, con ngồi đây để mẹ đi ra đây lấy nước về nấu cháo nhá. Bin ở đây ngoan nhá. Ừ, đợi mẹ một tí, mẹ đi một tí mẹ về. Linh ơi, ở đấy đợi mẹ nhóm bếp nấu cháo nhá. Đợi mẹ tí nhá. Đây rồi. Đây mẹ miếng à? Cái nào? Wow, phải vào đi, qua đi. Đây mà, vào đi. Đây nhá, mẹ đi lấy cháo coi, nhìn nhá. À, đợi mẹ một tí. Mẹ lấy cháo nha. À đây, cầm nhá. Ngồi thẳng lên. Ăn không? Đây mà, thả mông chứ. Đây, mông, thả mông. Ngon quá. Thả mông ra. Đấy, ngừng mà lên đi. Uống nước nhá. Đây nước đây, thả mông. Đợi quá. Để ăn miếng nữa nhá. Ăn mồm nào. Để lại uống nước này. Uống nước. Ăn cháo no chưa? No rồi, ngồi đây chơi để mẹ đi nấu mì tôm nhá. Mẹ đói rồi đây nè. Ngồi đây nhá. Đợi mẹ tí. Đây rồi, xong rồi. Đây mẹ xong rồi này. Ăn không? Thả mồm đấy. Mồm dậy nhá. Ăn không? Rồi, ngồi dậy. Rồi, mẹ ăn nhá. Ăn một miếng, mẹ ăn một miếng nhá.